về núi cuối con hát dâng mẹ muôn lời chúc khen. Mẹ thật là diễm phúc, trong trắng tinh tuyền chẳng nhiễm tội nguyên. Mẹ tràn đầy ơn thiêng, Thiên Chúa ở cùng mẹ luôn. Muôn muôn dân ca ngợi mẹ diễm phúc nhất trên đời. Lạy mẹ núi cuối, mẹ vô nhiễm nguyên tội, xin thương đoàn con bao yêu nuôi mẹ ơi. Lạy mẹ núi cuối, mẹ chính trắng tuyệt vời, xin cho đoàn con tựa nếp bóng mẹ mãi thôi. Về là về núi cuối, muôn tiếng ca hoa dâng lời chúc vinh. Mẹ thật là diễm phúc, mẹ Chúa thiên đình, mẹ rất quyền linh. Mẹ là mẹ muôn dân, xin hãy phù hộ đoàn con nơi dương gian mịt mờ, đoàn con ngước trông lên mẹ. Lạy mẹ núi cuối, mẹ vô nhiễm nguyên tội, xin thương đoàn con bao yêu nuôi mẹ ơi. Lạy mẹ núi cuối, mẹ chính trắng tuyệt vời, cho đoàn con tựa nếp bóng mẹ mãi về núi cuối, con đến bên mẹ, ôi mẹ mến thương. Lời cầu nguyện thắm thiết, dâng trước nhan mẹ từ khói trầm hương. Tình mẹ hiền thương con, nâng đỡ cuộc đời bị sâu. Con an tâm vững lòng, vì mẹ bên con mãi không rời. Lạy mẹ núi cuối, mẹ vô nhiễm nguyên tội, xin thương đoàn con bao yêu nuôi mẹ ơi. Lạy mẹ núi cuối, mẹ chính trắng tuyệt vời, xin cho đoàn con tựa nếp bóng mẹ mãi. Đoàn con bao yêu nuôi mẹ ơi. Lạy mẹ núi cuối, mẹ chính trắng tuyệt vời, xin cho đoàn con tựa nếp bóng mẹ.
Hai ý nghĩa ấy trong tình hình này giúp cho chúng ta cảm thấy được vị trí của gia đình, nhất là gia đình con gái. Chúng ta cầu xin Chúa cho ông bà cha mẹ đấng đã hình thành nên gia đình của chúng ta và cho chúng ta được tiếp nối tiếp hành trình của các ngài để trở thành cái tôi của Đức Còn, cái tôi của đời sống khi tôi trưởng thành và là cái tôi của tôn của Thiên Chúa. Nhiều ơn thay thế hôm nay chúng ta cùng xin tạ ơn, xin ơn bình an thánh hoa công an tình cảm, xin được như ý, xin cho ra ngay chỗ của các mẹ, ơn Chúa Giê và Thánh Na và Maria Magdalene, các kim nhân nội ngoại tổ tiên và các linh hồn. Này Chúa là Cha thiên từ xưa nay chúng con phải giữ lòng yêu thương. Như sự đoàn tụ gia đình,
Không chỉ
giới hạn ở nơi những người sống mà còn ảnh hưởng đem lòng nhớ đến những người đã khuất bóng. Bên cạnh việc thắp hương đến kính nhớ ông bà cha mẹ, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, thì suốt cả trong ba ngày Tết, trong ba ngày đầu xuân, chúng ta nhớ nhìn về các nghĩa trang cũng tấp nập những đoàn khách hành hương ra nghĩa địa để kính viếng ông bà cha mẹ. Tết chúng ta nhớ đến người sống, nhưng chúng ta cũng nhớ đến những người đã chết và còn để lại đức hạnh cho chúng ta. Tết hoa và mộ cách nào đó, hai hình ảnh đó có thể tương phản nhau, nhưng lại là những nét đẹp đáng quý, rất cần duy trì giữ gìn để mỗi người, mỗi gia đình và cho cả dân tộc chúng ta nữa. Một vài gợi ý trong ngày mùng hai Tết, ngày Tết mọi người, mọi con tim đều rộn rã, mọi tấm lòng đều hướng về những người khác. Những người khác đó là những người đã làm cho đời chúng ta đẹp, mà ngày nay chúng ta không còn gặp gỡ các ngài bằng thân xác, nhưng mà chúng ta gặp bằng tình yêu. Ai ai trong ngày Tết chúng ta cũng muốn thể hiện một hình ảnh chân thực không vị kỳ. Chúng ta tạ ơn Chúa vì công ơn của những bậc sinh thành dưỡng dục được mở rộng và có chiều sâu tâm linh và con người trở nên cao đẹp có giá trị khi mỗi người trong chúng ta biết nghĩ đến nhau và biết sống cho nhau. Đặc biệt hơn nữa, chúng ta biết ơn những người đã hy sinh cả cuộc đời làm cho cuộc đời của chúng ta trở nên đẹp. Vì vậy, ngày Tết hôm nay chúng ta sống với tinh thần nhớ đến những công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta đã khuất bóng, và nhất là chúng ta phải sống thế nào để các bạn được hãnh diện vì chúng ta như ca đời vẫn còn ghi lại rằng hoa thơm thơm lạ thơm lùng thơm cây thơm dễ người chồng thơm. Xin Chúa chúc lành cho bọn con gái còn đang ở lại để đời sống của chúng ta là những bông hoa đẹp làm cho các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ của chúng ta được thánh diện và vinh dự. Xin mời cộng đoàn chúng ta đến. Thank you.
Cầu nguyện cho